ý nghĩa và cách nhận biết bảy vị Phật Dược Sư. Trong cõi Phật Bao La, có một vị Phật mang trong mình năng lực chữa lành và giải thoát chúng sinh khỏi mọi khổ đau. Ngài là ai và Ngài có những phẩm hạnh gì đặc biệt? Đức Phật Dược Sư với lòng từ bi vô hạn đã phát nguyện chữa lành mọi bệnh tật và khổ đau của chúng sinh. Ngài là biểu tượng của sự an lạc và giải thoát, là nguồn hy vọng cho những ai đang gặp khó khăn. Bạn có đang tìm kiếm sự chữa lành cho thân và tâm? Hãy để Đức Phật Dược Sư soi sáng con đường của bạn. Đức Phật Dược Sư thị hiện dưới bảy ứng thân, mỗi vị mang một danh hiệu và sắc tướng riêng biệt, tượng trưng cho những phẩm hạnh và năng lực khác nhau. Hãy cùng khám phá ý nghĩa của từng tôn tượng Phật. Bạn có biết mình có duyên với vị Phật Dược Sư nào không? Hãy lắng nghe trái tim mình và tìm kiếm sự kết nối. Tại Bửu Liên, chúng tôi trân trọng mang đến những tác phẩm tôn tượng Phật Dược Sư tinh xảo, giúp quý Phật tử có thể chiêm ngưỡng và thờ phụng Ngài tại gia. Bạn có muốn tạo dựng một không gian thờ phụng trang nghiêm và ý nghĩa? Hãy để Bửu Liên đồng hành cùng bạn. Đức Phật Dược Sư và bảy ứng thân của Ngài sẽ soi sáng tâm hồn bạn, mang đến sự chữa lành và giải thoát. Bửu Liên luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý bạn trên con đường tâm linh này. Từ việc am hiểu và giàu kinh nghiệm trong nghệ thuật kiến tạo không gian Phật giáo, Bửu Liên là nơi mang đến giải pháp sắp xếp không gian thờ cúng tại tư gia trang nghiêm nhất, phù hợp với phong cách và câu chuyện ý nghĩa riêng của quý Phật tử, quý khách hàng. Thông qua đó, tôn vinh tấm lòng gia chủ dành cho Tam Bảo, đồng thời thể hiện trọn vẹn phong cách thẩm mỹ tinh tế, sang trọng của từng gia đình. Di sản không gian Phật giáo, Bửu Liên.